Được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Nhận tâm lừa bán nhà ở xã hội chiếm đoạt tiền tỷ của 18 người nghèo truy tìm đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ vợ nạn nhân Thủy Điện Giao Trang Ba. Đại biểu Quốc hội lên tiếng về việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được hơn 100 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tiệm sửa xe một đường dây mua bán xe gian làm giấy tờ giả. Nữ giáo viên bị giật túi sách chứa hơn 100 triệu đồng trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tố giám đốc công ty dầu khí trốn thuế trên 12 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận tâm lừa bán nhà ở xã hội, chiếm đoạt tiền tỷ của 18 người nghèo. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lừa bán nhà ở xã hội, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của 18 người nghèo. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Đàm Ngọc Chính, 33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa 4 tháng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã lừa bán nhiều căn hộ tại trung cư nhà ở xã hội, khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Theo điều tra, đầu năm 2020, chính bị đặt với nhiều người về việc có đường dây chạy suốt môi trung cư Hòa Khánh, chính minh chứng bản thân chính đã mua được nhiều căn hộ giá rẻ thuộc diện nhà ở xã hội. Chính dụ chị Nguyễn Thị Hồng Lan, 28 tuổi và anh Phan Thái Nghĩa, 27 tuổi, cùng ngụ thành phố Đà Nẵng làm môi giới, tìm người muốn mua căn hộ giá rẻ ở trung cư Hòa Khánh cho chính thì chính sẽ chi hoa hồng. Tin chính, chị Lan, anh Nghĩa giới thiệu cho chính 10 trường hợp, đa phần là người nghèo, muốn tìm chỗ an cư. Chính đã dẫn những người này đi tham quan các căn hộ, yêu cầu đặt cọc từ 40 đến 60 triệu đồng. Ngoài ra, chính còn lừa 8 người nghèo khác, cùng với thủ đoạn lừa đảo tương tự. Cơ quan điều tra đã làm rõ 18 trường hợp bị chính lừa bán nhà ở xã hội trung cư Hòa Khánh, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền đặt cọc. Số tiền chiếm đoạt được, chính chi tiêu cá nhân không chuyển cho chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước, bản thân chính cũng không sở hữu căn hộ nào tại đây. Không có quyền hạn mà không được chủ đầu tư ủy quyền giao bán căn hộ. Tình tiếp theo, truy tìm đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ vợ nạn nhân Thủy Điện Giao Trang Bà. Thưa quý vị, Thượng tá Trần Thanh Tuấn, trưởng Công an huyện Crono, Đắk Nông cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông xác minh làm rõ đối tượng đã lừa gạt, chiếm đoạt tiền ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thu Thảo, 24 tuổi, ở thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Crono. Trước đó, chị Thảo đến Công an huyện Crono trình bày việc mình bị kẻ xấu lừa mất 100 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank mở tại Quảng Trị. Chị Thảo là vợ anh T.V.L, một trong hai người tử nạn được tìm thấy đầu tiên trong số những người mất tích trong vụ sạt lở Thủy điện Giao Trang 3, Thừa Thiên Huế. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, thi thể anh L được người thân đưa về xã Nam Nung an táng. Theo chị Thảo, ngày 20 tháng 10, một người đàn ông dùng điện thoại số 0799XXX007 gọi gặp chị, xương tên là Nghị ở Đà Nẵng. Sau khi hỏi thăm chia buồn, người này gửi tin nhắn kèm theo đường link lạ và đề nghị chị Thảo nhập thông tin để gửi tiền ủng hộ. Chị Thảo làm theo hướng dẫn của người đàn ông kia thì trong vài phút chị bị mất 100 triệu đồng trong tài khoản. Chị Thảo kể rằng, ông ấy nói tiền từ nước ngoài chuyển về, phải nhập đủ thông tin mới nhận được tiền. Những ngày qua, cũng có nhiều người gọi điện hỏi thăm, chuyển tiền ủng hộ nên em không cảnh giác. Đến khi sực tỉnh, tắt điện thoại và kiểm tra tài khoản thì phát hiện bị người ta rút hai lần tổng cộng 100 triệu đồng. Cũng theo chị Thảo, trước đó trong tài khoản ngân hàng của chị đã nhận được khoảng 250 triệu đồng của nhiều người quyên góp ủng hộ. Tin tiếp theo, đại biểu quốc hội lên tiếng về việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được hơn 100 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung. Trao đổi bên hành lang quốc hội với báo chí, một số đại biểu quốc hội bày tỏ sự hoan nghênh ca sĩ Thủy Tiên và các cá nhân khác đang làm từ thiện, giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy định bất cập về việc làm từ thiện tại Nghị định 64-2008. Đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ pháp luật phải từ cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Đề cập đến quy định của pháp luật về vấn đề này, đại biểu Lê Thanh Vân nói, rất tiếc Nghị định 64 ban hành từ 2008 nhưng chính phủ chưa có tổng kết xem các quy định này có phù hợp với thực tiễn hay không. Việc ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua lũ lụt, ông vân thấy ai cũng ủng hộ không ai phản đối nhất là trong tình hình này khi nhà nước với nhân dân chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiên tai đó là việc nên khuyến khích vì nguồn lực nhà nước có hạn ông vân bày tỏ ông cũng nói đây là việc thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách tương thân tương ái khơi dậy truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc có tính lan tỏa rất cao Đại biểu Vân đề nghị cần quy định không chỉ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân mới có quyền quyên góp từ thiện mà để cả cá nhân, những người có tên tuổi uy tín trong xã hội cũng có quyền đó. Việc của nhà nước là quy định và hướng dẫn rõ ràng để khi có sự cố thì các cá nhân tổ chức khác có thể giải trình minh bạch. Tôi nghĩ Thủy Tiên và nhóm của cô ấy không đi ban phát một cách bừa bãi, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những nhà tài trợ quyên góp vào quỹ đó cho mình, chắc chắn họ sẵn sàng minh bạch. Đại biểu Vân nhận định đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì nói rằng nếu dân kêu gọi lập quỹ, hình thành các quỹ tài chính để phục vụ cho lợi ích cá nhân thì không thể chấp nhận, nhưng khi họ dùng uy tín tấm lòng kêu gọi ủng hộ thì đó là điều không phải ai cũng làm được. Đại biểu Nhưỡng khẳng định rằng ca sĩ Thủy Tiên đang làm chuyện tốt, không thể nói nữ ca sĩ vi phạm pháp luật, phải coi trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên để xem xét, ra soát, sửa đổi quy định liên quan cho phù hợp thực tiễn mà nhìn nhận lại để thấy rằng quy định về việc này đã lỗi thời, cần giả soát sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Góp ý cho cách làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, ông Những cho rằng cô không nên cầm tiền mà nên cùng một số cá nhân hoặc tổ chức khác hợp sức, tốt nhất là với các tổ chức ở địa phương để việc phân chia tiền cứu trợ dựa theo đúng tiêu chí. Ông Những nói, chúng ta nên ghi nhận công lao của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt lũ này, không nên để một mình ca sĩ xoay sở như vậy. Ông cho rằng, việc nữ ca sĩ tự xoay sở như hiện nay rất dễ gặp rủi ro, không chỉ về mặt tài chính mà còn về sức khỏe, rủi ro danh tiếng, uy tín cá nhân. Tôi rất hoan nghênh hành động của Thủy Tiên, nhưng tôi có một lời khuyên, Thủy Tiên hãy cùng huy động mọi người làm với mình để hỗ trợ nhanh nhất đến bà con, tránh những câu chuyện y xeo về tiền bạc sau này, đại biểu góp ý. Tin tiếp theo, nữ giáo viên bị giật túi sách chứa hơn 100 triệu đồng trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Gia Khanh, sinh năm 1994, ngụ quận Bình Tân và Lê Hữu Hải, sinh năm 1987, ngụ quận 11 về tội cướp giật tài sản. Theo điều tra, sáng ngày 1 tháng 10, chị A là giáo viên trường tiểu học ở quận Tân Bình, mang theo túi sách đi trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, hai thanh niên đi trên một xe máy áp sát xe chị A rồi cướp giật túi sách, sau đó tăng ga tẩu thoát. Nữ giáo viên hô hoán tìm cách đuổi theo thì bị ngã xe bị thương. Chị A tới công an trình báo sự việc. Nữ giáo viên cho hay tài sản bị mất trong túi sách gồm 63 triệu đồng, nhiều vàng, giấy tờ tùy thân, tổng tài sản mất trộm hơn 100 triệu đồng. Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra xác định Khanh và Hải là người gây án nên truy bắt. Bằng nghiệp vụ, ngày 4 tháng 10, trinh sát bắt giữ được Khanh và Hải. Cả hai khai nhận sau khi cướp được túi sách của nữ giáo viên thì mang vàng đi bán chia nhau tiêu xài. Thời điểm bị bắt, cả hai đã tiêu thụ hết 35 triệu đồng. Được biết Khanh có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Hải có tiền án về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tiệm sửa xe một đường dây mua bán xe gian làm giấy tờ giả. Công an quận Bình Tân cho biết bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu 34 tuổi quê An Giang, Bành Văn Siêng 23 tuổi quê Quảng Bình, Phan Trần Đại Vương 34 tuổi tạm trú quận Bình Tân, Nguyễn Chí Phong 33 tuổi trú huyện Bình Chánh, Nguyễn Trung Bảo 25 tuổi trú quận Bình Tân để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Công an quận Bình Tân cũng đã bàn giao Phan Hồ Uyên Trinh, 43 tuổi, ngụ quận Bình Tân và Trần Văn Kim, 29 tuổi, Nguyễn Việt Kha, 43 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, cho Công an huyện Hóc Môn điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan Công an tạm giữ hàng chục xe máy cùng nhiều dụng cụ máy móc, con dấu, các tăng vật liên quan. Trước đó, ngày 14 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Tân phối hợp công an phường An Lạc kiểm tra tiệm sửa xe của Nguyễn Văn Hậu trên đường số 4, phát hiện 7 xe máy các loại cùng một số giấy tờ xe nghi vấn nên tạm giữ. Tại cơ quan công an, Hậu khai mua lại 7 xe máy từ những người khác. Ngoài ra, cơ quan công an kiểm tra thu giữ thêm 2 xe máy có liên quan được cất giấu ở một bãi xe và tiệm cầm đồ. Từ lời khai của hậu, công an quận Bình Tân mời Siêng, Duy, Vương, Phong, Bảo lên làm việc. Nhóm này khai nhận thực hiện các vụ trộm, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Trong đó, hậu mặc dù biết các xe này là trộm cắp nhưng vẫn đồng ý cho để xe tại tiệm để giao bán. Ngoài việc nhận bán dùm để lấy tiền lời, hậu còn tân trang xe, gắn biển số giấy tờ giả rồi bán sang tay hoặc mang đi cầm cố, kiếm lời với nhóm đồng phạm. Tiếp đó, ngày 16 tháng 10, trinh sát hình sự công an quận Bình Tân phát hiện Phạm Hồ Uyên Trinh chạy xe máy không giấy tờ, có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Trinh khai mua xe của một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng và đang đi bán cho Bảo với giá 7 triệu. Kiểm tra nhà Trinh, Bảo, quận Bình Tân, công an thu thêm 5 xe máy, 3 chứng minh nhân dân và 8 giấy đăng ký xe giả. Bảo khai, Trinh tìm mua xe gian rồi liên hệ với Bảo, làm giấy tờ giả bán kiếm lời chia nhau tiêu xài thông qua Kha nên biết Kim và Bảo đặt làm 4 bộ giấy tờ giả với giá 500.000 đồng một giấy. Làm việc với công an, Kim khai nhận bắt đầu làm giả các giấy tờ từ tháng 9 năm 2020. Trung bình mỗi ngày, Kim làm từ 1 đến 2 giấy giả và bán với giá 500.000 đồng một giấy. Tất cả đều được giao dịch trên mạng xã hội. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố giám đốc công ty dầu khí trốn thuế trên 12 tỷ đồng Đại tá Đặng Thanh Giang, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phục hồi tra bị can đối với Tô Điền Quốc Hưng, sinh năm 1975, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dầu khí Vĩnh Tường, địa chỉ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, về hành vi trốn thuế với số tiền thuế trên 12 tỷ. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến 2015, Hưng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kê khai khấu trừ thuế đầu vào làm giảm thuế phải nộp cho nhà nước với số tiền trên 12 tỷ đồng. Trước đó ngày 5 tháng 3, Hưng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can về tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Sau khi xác minh Hưng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú và tạm trú, không biết rõ bị can đang ở đâu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hưng. Đến ngày 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được Hưng khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết ngoài việc trốn thuế, Hưng còn nợ tiền của rất nhiều người ở thành phố Cần Thơ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h.